Đây. The Anyuan and Garden. Không biết cái thải hay là như rồi nhưng mà cát đó là thấy cục rồi ạ. Như tao mới là tao không gác như tao nên tôi lồn nữa là còn sang xui đỏ đời à, hắn được thường là lồn sang xui rồi mới là bươi ron bươi hết theo rễ luôn. Khe lỗ đầu tiên rồi nè, nó là cứng cứng à, trong khu vực đó mình làm cái thật khó lắm. Dậu sao đem dậu thôi, mày đặt cô đàn lên đây mới cái cạc ra được bô cạc cái này cạc đá như mua nữa nhìn biết cạc mấy cái đầm đấy đúng đó này. Cú cầm nhân tử không gã nó có bộ nhân tử cũng vừa hết họ thân giờ nhân tử là mới là cái bộ thân nó giờ lên nhà mấy máy mà ở đây mới ép trong đó là yếu mà ông quên cỏ đòn già đây muốn mà giữ bộ tử là đã phải kẹp hai cây lạ theo với đây chấm một. Sau khi cơm trưa xong thì tiếp tục chiến đấu anh em. Chúng là bon rồi. Để có lấy không? Chắc có nữa chứ. Còn không biết nữa đó. Mà lấy mua cây mà quay về hơi. Ta tính con đường của ta chứ đâu mà. Trời đâu mà. Được rồi chứ. Là có cái mẹ gì đâu, dễ gì lấy tiền YouTube lùm cho vui vậy đó. Trong quân có cái lượng tương tót cho vui rồi chứ, lộn gì đâu. Ủa, hồi nãy cái kèm bấm chú chiêu không nấm mà chú kêu. Có chứ. Không có rồi chú chiêu. Có. Chú là lầy bấm kèm mò đang biết. Kèm của em cũng câu mà. Thì cháu là chú qua cháu có kèm cháu. Kèm của anh xanh đúng không? Hả? Kèm vòng vòng. Kèm vòng không có kèm. Kèm ăn khui vậy. Mãi luôn á, kèm của sao bèn luôn rồi. Rốc quá. Mấy là rốc rốc rồi nó cũng cứu vô mát. Cục này lát quăng luôn nó gì nè. Hả? Hello anh em. Thanh niên đây là chưa vợ anh em. Vẫn còn tra tăng.
còn ranh không thì chưa biết. Chắc tôi cũng rửa ra được chế thư gà tôi cũng khóc vậy. Tôi khóc nhiều kìa. Hôm qua là mình xuất hiện gương mặt mình không có ở đây. Hôm qua lấy YouTube nữa hả? Ăn đủ đường đó. Vui là chính rồi nè. Cái cho lòm đẹ nhưng có phân trậu. Nói chung là biết hài của con lấy rồi chứ. Có tiếng keo là đang lẫn hở không? Có tiếng keo bột bột à? Bột. Cái này như cái này bột phải lẫn có xí một xí này. À. Ừ. À bên này là to giá nhưng mà vẫn còn cứng. Dù cũng có mẻ mà vẫn còn cứng là đứng già. Ừ. Còn đây không ăn cứng, đã chưa đứt cân nữa nè. Ừ. Màu. Miếng này này. Miếng này á, làm gì có không chứ? Làm gì có giống độc. Cái này kêu là hòn độc nó sao? Nó dẫn con thấy bình dưới hòn độc nè anh em. Thang làng bốn đó. Thang làng bốn kính. Hòn nghệ thuật. Đây là gió nghệ thuật nha. Không biết đường gió máy thì chưa biết được lẽ lỗ thì chưa lão này mà thôi cái cứ nóng là đợi tính tiếp cứ từ từ và bình tĩnh. Cá trong trống cái phần chân này là mình có nạ lên nó ập xuống thì giữ như này hả? Má cứ bán quốc người mua đâu anh? Cưa là anh xanh cây cảnh bón. Chiến cung cấp cưa kéo anh ơi. Chút nọc của chúng mình đi. Giữ dùm nữa, vẫn còn giữ dùm nữa. Nhớ mà đó. Nhớ một phía kia còn giữ kìa. Lên luôn rồi. Lên luôn rồi, miếng này lên luôn. Mặc luôn theo. Làm sạch lấy cái này. Ôi là, dân xanh. Chuyên, chuyên. Sáng cái miếng này thì còn thấy nó lớn. Đúng rồi, sáng luôn. Ngon, 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 ngon. Thầy chú ý cây, cây ở dưới đi thầy. Dạ. Thấy cái đồ hử á. Thôi đi cho mua rồi. Hồi nó mát cái chân này, tao mới mát thấy chưa. Không dễ gì ăn dúi anh em nghe. Sao cuốn. Chú. Còn về tới nhà là quân rất đông, có em Nhi Đồng rồi, có bậc bô lỗ rồi, có anh thanh niên rồi, có em Nhi Đồng rồi, có mặt thưởng lỗ mấy cục. Mình ơn gia đình xin cảm ơn anh em đã theo dõi video. Cục đó luôn. Cái này đây cây quét này. Ăn độc mà mở luôn. Sau quá trình công tác trên rừng thì bây giờ hiện tại cây như thế này đây anh em thấy video hợp lý cho một like, một subscribe, một comment nha anh em. Mình anh gia đình xin trân trọng cảm ơn anh em. Có dịp mời anh em ghé vườn tham quan. Quay cái loại này dính vô con quần thầy đó, đục đi luôn không loạn. Ông mới mua cái quần về bạc qua đám máy con bò quay cái cánh đưa về quay cái cho rồi bị bỏ luôn đi.